Ngày 11 tháng 4, một nguồn tin cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Hương Trang, tức Trang Nemo, sinh năm 1992, Phạm Quyền Quy, sinh năm 1999, Nguyễn Ngọc Khương, sinh năm 1999, Nguyễn Phước Tuấn, sinh năm 1991, Phan Hoàng Nam, sinh năm 1998, cùng tội danh gây rối trật tự công cộng. Viện Kiểm sát Nhân dân quận 1 không thay đổi quan điểm truy tố về gây rối trật tự công cộng đối với Trang Nemo và các đồng phạm sau khi tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Xuân Hương Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình bán hàng online, Trang Nemo có xảy ra mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My nên cả hai hẹn gặp nhau tại cửa hàng Trang Nemo để nói chuyện. Chiều 16 tháng 1 năm 2022, My cùng người quen là Phạm Lê Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. My và Yến vào gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng bên ngoài. Khi My đang nói chuyện thì Khanh vào tiếp lời, dẫn đến xảy ra to tiếng với Trang. Trang dùng tay giật khẩu trang chị Khanh thì Khanh chửi tục với Trang. Lúc này, nhân viên của Trang là Quách Thị Thùy Trang và Phạm Quyền Quy lao vào đánh Khanh. Hai bảo vệ cửa hàng là Phan Hoàng Nam, Nguyễn Phước Tuấn thấy sự việc cũng lao vào đánh Khanh. Lực lượng công an có mặt, mời toàn bộ những người có mặt về trụ sở làm việc. Khi ra khỏi cửa hàng, Khanh nói với Trang Nemo, mày không biết mày đụng với ai đâu, mày ra đường coi chừng tao. Nghe vậy, Trang Nemo dùng tay giật khẩu trang chị Khanh đang đeo, vứt xuống đường. Đồng thời Quy, Khương, Nam, Tuấn cũng lao vào đánh chị Khanh. Theo kết luận giám định, chị Khanh mang thương tích 3%. Trong quá trình giải quyết vụ án, Khanh đề nghị truy cứu hình sự đối với những người đánh mình. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thương tích của Khanh chưa xác định do ai gây ra, xảy ra bên trong hay bên ngoài cửa hàng Trang Nemo, nên công an quận 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Quy, Khương, Tuấn, Nam, Thùy Trang.